Cuốn sách Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian được phát hành cho học sinh lớp 11 được cho là chủ đề được tranh luận suốt nhiều ngày qua. Bài đăng của vị phụ huynh này đã nhận được hàng nghìn bình luận, chia sẻ của nhiều những vị phụ huynh khác và cả giới chuyên gia, cộng đồng những người yêu sách. 17 tuổi đã đủ tuổi để thảo luận về chuyện giáo dục giới tính, xu hướng tình dục. Tuy nhiên, đâu sẽ là ranh giới giữa giáo dục giới tính và yếu tố mang tính khiêu dâm? Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh với cuộc sống của truyền hình Công an Nhân dân. Nội dung cuốn sách, đặc biệt là những trang mô tả cảnh quan hệ tình dục giữa nhân vật chó con và bạn trai được mổ xẻ và bàn luận nhiều ngày qua. Dù khen ngợi hay chê bai giá trị của sách, thì phần lớn người đọc đều đồng ý cuốn sách này không phù hợp để giới thiệu đến với lứa tuổi độc giả dưới 18. Chúng ta nhìn nhận cái câu chuyện này thì rất là nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau. Tất nhiên ở góc độ về mặt giáo dục thì tôi nghĩ rằng là trong cái chương trình sách giáo khoa mới thì giáo viên hoàn toàn có quyền lựa chọn những tác phẩm văn học đã được xuất bản, bởi vì đã được xuất bản ở Việt Nam có nghĩa là đã thông qua kiểm duyệt rồi, để cho các con đọc cũng như là bình luận hay là trao đổi về tác phẩm. Tôi nghĩ điều đó là giáo viên có quyền làm việc đó. Có thể ý của các thầy các cô là tốt, nhưng mà để đưa những cái này vào thì theo tôi là không nên, nó chưa chuẩn, phải có những cái miêu tả như vậy là không chuẩn. Tôi nói thêm một chút nữa là về tác phẩm văn học, cùng là cái miêu tả về vấn đề sách ấy, nếu mà nâng nó thành nghệ thuật thì đọc nó lại hoàn toàn không có gì là sách, không có gì là trần tục cả, thành nghệ thuật ấy, thì lại rất hay. Nhưng có thể là cũng cùng là cái việc miêu tả sách thì nó lại thành một cái phản tác dụng. Về nguyên tắc khi giáo viên lựa chọn các nội dung để đưa vào bài dạy, thì ngoài việc nội dung của văn bản phù hợp với yêu cầu cần đạt của bài học, giáo viên còn phải chú ý đến tâm lý lứa tuổi học trò. Nếu mà để tham khảo thì nó phải đồng bộ về cái sinh lý, như là giải phẫu sinh lý, rồi tâm lý, đấy, độ tuổi như nào, cơ thể phát triển làm sao, và cái cùng với cái sự phát triển của cơ thể thì cái tâm lý của con người nó sẽ phát triển theo. Cho nên là nếu mà để mà làm sách tham khảo thì nó phải khác, chứ không phải là đưa cái chuyện một cái chuyện là tình yêu mà có những cái miêu tả nó trần trụi thế, thì tôi thấy nó không chuẩn. Tôi tin rằng là giáo viên không nhằm đến cái câu chuyện giáo dục giới tính ở đây, nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận như thế này, trong một cái bối cảnh xã hội nó quá nhiều cái thông tin. Cái việc mà con em mình phải tiếp xúc với những thông tin về những cái yếu tố tình dục ấy là chúng ta phải chấp nhận là có. Chúng ta không thể nào chúng ta ngăn chặn được. Thực tế giới trẻ ngày nay tiếp cận sớm với thông tin về giới tính. Nhưng không phải ai cũng vậy. Đa số các em vẫn ngây thơ, trong sáng, sống đúng với lứa tuổi, hồn nhiên, vui tươi của mình. Học sinh đọc sách liên quan đến tình dục trên Internet thực tế là đọc lén, đọc giấu cha mẹ, thầy cô. Như thế này là nó sẽ gây đến một cái tâm lý tò mò. Bởi vì như tôi nói, cái lứa tuổi này nó hoàn toàn có những cái là mới mẻ, có cái rất gần những cái đột biến từ một cái đoạn này sang một đoạn khác cao hơn của cái lứa tuổi này. Cái nhận biết, cái khám phá, đòi hỏi, nhu cầu mà có cái hiểu để cho nó thấu đáo thì nó chưa có. Nhất là đây lại là vấn đề là quan hệ đồng giới nữa, thì nó lại càng là nhạy cảm. Mới đây ngày 7 tháng 5 thì nguồn tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xác nhận về việc cơ quan này đã gửi văn bản đề nghị nhà xuất bản Hội Nhà văn thẩm định lại nội dung cuốn sách Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian của tác giả Ocean Vương. Rất khó để đánh giá về mức độ ảnh hưởng của những ngôn từ trong sách tham khảo, và sẽ không có những tranh cãi trên nếu như vị phụ huynh trong câu chuyện của chúng tôi không chia sẻ nó lên mạng xã hội. Vậy đâu là ranh giới hay ngôn từ nào là phù hợp trong giáo dục giới tính? Bộ Giáo dục cũng yêu cầu sách tham khảo phải đảm bảo theo quy định tại Điều 3 Thông tư 21/2014 như sau. Phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với từng cấp học, lớp học. Đảm bảo tính khoa học, chính xác, tính sư phạm và tính thẩm mỹ.
phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của đối tượng sử dụng, không trái với văn hóa, lịch sử, địa lý, đạo lý và thuần phong mỹ tục Việt Nam, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, có tác dụng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đảm bảo gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia, không vi phạm các quy định của pháp luật. Thực tế, sách giáo khoa là loại sách cung cấp kiến thức được biên soạn với mục đích dạy học tại trường học. Đối với loại sách này, được kiểm duyệt qua rất nhiều bước, yêu cầu quy định cũng rất chặt chẽ. Tuy nhiên, đối với tài liệu tham khảo, dù đã có quy định, nhưng việc lựa chọn loại tài liệu nào vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhà trường và giáo viên. Trong những điều quy định ở trong luật xuất bản, cụ thể là điểm B khoản 1, điều 10, nó cũng là chưa chuẩn. Cũng có thể đấy là do cái dịch giả hoặc là truyền tải nó chưa hết được cái ý của cái bản gốc. Cho nên khi dịch ra thì mà thấy nó hơi bị trần trụi. Và theo tôi thì những cái sách và cái đoạn miêu tả như này đưa vào trong cái sách tham khảo là nó cũng không được chuẩn. Đôi khi phụ huynh của Việt Nam chúng ta cũng chưa quen lắm đối với những cái câu chuyện nhạy cảm được mô tả tương đối là chân thực ở trên những cái tác phẩm, và vì thế nó gây ra những cái cuộc tranh cãi. Tất nhiên thì phía nào thì cũng đúng, nhưng mà ở đây thì tôi nghĩ rằng là nếu người giáo viên biết cách đưa ra những cái yêu cầu cũng như là cái định hướng cho học sinh khi mà đọc cái cuốn sách và cũng như thông báo việc này với phụ huynh, thì tôi nghĩ rằng là sẽ không bao giờ có cái chuyện mà lùm xùm xảy ra như vừa rồi. Có nghĩa là giữa gia đình và nhà trường với cô giáo là không có cái sự thống nhất với nhau về cái ý đồ của mục tiêu cũng như yêu cầu cần đạt khi mà học sinh đọc cái cuốn sách đó. Cần phân biệt đâu là nội dung giáo dục giới tính và đâu là nội dung khiêu dâm. Giáo dục giới tính phải khoa học, cần giáo án rõ ràng và phương pháp đúng đắn, không thể nhân danh văn chương để đề cao một lối sống tự do của học sinh trong thời hiện đại. Thì đến cái lứa tuổi nào đó, thì mình mới giảng với cái cấp độ về giải phẫu sinh lý cũng như là đến tâm lý học của cấp độ đó. Chứ như là một em bé mà lại giảng như là cái bậc trung học thì không được. Em bé chỉ phân biệt là bạn nam, bạn nữ. Đấy. Các bộ phận cơ thể con người nó có chức năng như thế nào. Đấy. Thế nên từng cấp độ cao hơn thì chúng ta sẽ giảng ở cấp độ cao hơn. Và đến cái tuổi như phổ thông cơ sở bắt đầu nó chớm vào, nó còn tâm lý nữa. Ví dụ như tình yêu chẳng hạn. Đấy là lúc đó là bắt đầu có cái cảm nhận về cái giới. Cảm nhận về giới là sâu sắc hơn. Và vì vậy thì ngay từ đầu các bậc phụ huynh nên có cái giáo dục giới tính ở cho con mình ngay tại gia đình, để khi con mình gặp phải những cái tình huống hoặc là những cái câu chuyện, những hình ảnh hay là những cái đoạn sách báo mà liên quan đến tình dục mà không tốt, thì ngay lập tức con mình đã có một cái sự phản xạ do gia đình trang bị rồi. Chúng ta không thể nào mà đẩy cái việc đó cho xã hội, đẩy việc đó cho nhà trường, để rồi chúng ta tìm mọi cách để miễn nhiễm con mình với những cái câu chuyện liên quan đến tình dục. Những tác phẩm, đoạn văn bản dù là hay đối với thầy cô giáo nhưng chưa hẳn đã là phù hợp với lứa tuổi học trò, khối lớp thực hiện bài giảng. Vì vậy, thầy cô cần phải cân nhắc kỹ các văn bản, hình ảnh minh họa khi thực hiện dạy học ở nhà trường phổ thông. Học sinh thì có thể đi lạc đường, nhưng nhiệm vụ của giáo viên, của phụ huynh là phải biết định hướng và hướng dẫn các em sao cho đọc những nội dung các cuốn sách đó phù hợp với trình độ và nhận thức tâm lý lứa tuổi. Chương trình An ninh với cuộc sống ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai.